Hi. Xin Xin chào. chào, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các em. Xin chào các chị và xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi chia sẻ về một cái chủ đề rất là ý nghĩa, đó là ước mơ của mẹ, cuộc đời của con. Thì khi mà nói đến một cái chủ đề như thế này thì nó làm cho mình nhớ đến những cái câu hát trong một cái bài hát, đấy là khi mà làm mẹ rồi thì mình sẽ quên dần đi những cái ước mơ của mình là gì, và lý do là bởi vì là thế giới của mình lúc này thì sẽ trở thành là chính là những đứa con của mình, và niềm vui của con cũng chính là những cái niềm vui của mình. Như vậy thì đúng là trong trong thi ca của văn học thì không có nhiều tác phẩm, không hầu hết là không có những cái tác phẩm nói về ước mơ của riêng người mẹ, mà sẽ gắn liền ước mơ của người mẹ vào việc chăm lo hạnh phúc cho gia đình và cho sự trưởng thành thành công của những đứa con. Vậy thì thực tế bên ngoài thì những người mẹ có ước mơ của riêng mình hay không? Và cái việc mà vừa muốn thực hiện ước mơ hoài bão của mình, vừa muốn chăm lo cho gia đình và giáo dục con cái, thì liệu có mâu thuẫn với nhau không, và có ích kỷ hay không, và có khả thi hay không? Thì hôm nay hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của những người mẹ rất là tuyệt vời đến từ nhiều thành phố khác nhau của Pháp. Và đầu tiên thì mình xin được mời chị Thu Hằng. Chị Thu Hằng ơi, chị có thể giới thiệu đôi nét về chị được không ạ? À, xin chào Minh, xin chào chị Catherine, xin chào chị Thủy và xin chào các bạn đang xem. À, mình tên là Hằng, 38 tuổi, hiện nay mình đang sống tại Pháp cùng chồng và con trai nhỏ. À, công việc chính của Hằng là làm đầu bếp cho một quầy sushi. À, ngoài ra thì Hằng còn là một chủ doanh nghiệp kỹ thuật số Digital Business được mang tên chính mình. À, xin hết, xin cảm ơn Minh. À, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. À, chị Hằng là có một bé trai là hiện tại bây giờ là mấy tháng ạ? Em mới được là 7 tháng. Hôm nay À, mình học gần trốn ngoài vườn để ngồi online rồi mà ba lại không biết ba bê ra. ok. Vâng, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều và xin chào bé nhá. À, tiếp theo là chị mình xin được giới thiệu chị Thu Thủy. Chị Thu Thủy đến từ một thành phố rất là gần thủ đô Paris. Chị Thủy ơi, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ? Chị chào Minh, chị chào Minh, chào Hằng và em chào chị Catherine, và mình xin chào tất cả các bạn đang theo dõi buổi talk show ngày hôm nay. Mình là Thủy, năm nay 42 tuổi và mình hiện đang sống cùng chồng và ba con gái tại một thành phố nhỏ gần Paris. Mình hiện giờ thì ở nhà chăm con và điều hành doanh nghiệp số của riêng mình. Mình thì có một bé gái 9 tuổi và hai bé sinh đôi, hiện giờ mới được có 15 tháng thôi. Thế nên mình ở nhà để chăm con. Cảm ơn chị Thủy. Thế còn chị Catherine thì sao ạ? Chị có thể giới À, thiệu cảm về ơn mình được Minh, xin không? chào Minh, xin chào Hằng, xin chào Thủy. À, chị thì năm nay là 44 tuổi, ở trong ngày là chị làm chị nhất đó nha. Thì cũng có ba đứa con, một đứa con anh trai lớn thì 10 tuổi, một cặp con gái song sinh cũng giống như Thủy, nhưng mà năm nay đã được 5 tuổi rồi. Chị thì công việc của chị chủ yếu là làm việc ở nhà trẻ hoặc là trường mầm non. Tại nhiều khi chị nói hai chỗ, tại vì khi mình làm việc cái công việc đó là phụ thuộc ở Mary, cho nên thì khi lúc Mary nó chuyển, nó muốn mình làm ở trường mầm non thì nó cho mình làm mầm non, lúc thì nó muốn cho mình nhà trẻ thì mình làm nhà trẻ, chứ cho nên có hai lúc, lúc thì chị nói nhà trẻ, lúc chị nói mầm non, thì lý do là như vậy đó. À, cảm ơn Rồi chị. Cảm ơn những lời giới thiệu của các chị. Về bản thân em thì em hiện tại đang sinh sống ở Paris cùng với chồng và hai con. Các con của em thì một bé là 4 tuổi và một bé là 1 tuổi. Công việc full time của em thì là làm phân tích rủi ro tài chính tại một ngân hàng đầu tư của Pháp.
Đồng thời thì em cũng làm chủ một doanh nghiệp kỹ thuật số trên phạm vi toàn cầu. Thì khi mà nói đến cái chủ đề là ước mơ của mẹ, cuộc đời của con, thì cứ nói đến ước mơ thì chắc chắn một điều là dù là bất cứ ai đều cũng đã từng có những cái ước mơ, nhưng mà ước mơ thì sẽ thay đổi theo thời gian, và có những cái cột mốc mà rất là quan trọng, nó sẽ xác định các cái định hướng là những sự thay đổi trong cái ước mơ đó. Thì cái cột mốc mà em thấy mình thấy là có những sự thay đổi rất lớn lao ở đây chính là cột mốc khi mà mình có con. Những cái ước mơ mà trước khi có con và sau khi có con thì nó có thể rất là khác nhau. Thì ước mơ của các chị khi mà trước khi các chị có con thì là gì ạ? Chị Thủy có ước mơ gì có thể chia sẻ, và cái thời điểm mà chị chưa có ba bé đúng không ạ? Cảm ơn Minh. Thì chị nghĩ là đã là con người thì ai cũng có những cái ước mơ của mình đúng không? Tùy vào mỗi người thì sẽ có những cái ước mơ khác nhau. Còn với chị thì ước mơ của chị nó đơn giản lắm. Trước khi có con, trước khi lập gia đình thì ước mơ của chị cũng chỉ là về sự nghiệp, về sự nghiệp, phát triển sự nghiệp của mình thôi. Chị mơ ước có một công việc, có một công việc tốt, có khả năng phát triển sự nghiệp của mình và có một cái nguồn thu nhập tốt để có thể phục vụ cho cá nhân mình. Chị thì chị rất là thích đi du lịch. Chị mơ ước là mình có thể đi du lịch được rất nhiều nơi trên thế giới. Cho nên ngày xưa thì mình làm thì mình mục đích của mình cũng chỉ để là phục vụ cái nhu cầu đấy của mình thôi. Còn sau khi mà mình có gia đình thì tất nhiên là cái ước mơ của mình nó sẽ phải thay đổi rồi. Còn cái này thì mình sẽ nói ở phần sau ha. Cảm ơn chị. Đúng rồi, ước mơ khi mà trước khi có con thì chắc chắn là sẽ liên quan rất nhiều đến cái công việc hoặc là những cái dự định trong tương lai liên quan đến nghề nghiệp. Chị Catherine thì có ước mơ gì ngày xưa trước khi có con ạ? Trước khi có con thì chị có nhiều ước mơ lắm, nhưng mà mình bỏ cái ước mơ thời còn đi học đi nha. Mình nói cái ước mơ khi là mình bước vào cái công việc đi, đi làm cái công việc đi, thì chị cũng có một cái ước mơ đó là chị sẽ nối nghiệp của cha mẹ chị là kinh doanh về nhà hàng. Thì chị cũng đã học rất là nhiều từ cách quản lý giấy tờ, cách chăm sóc khách hàng và luôn cả tất cả những khâu là chị đều thành thạo hết, ngay cả đội làm bếp chị cũng thành thạo luôn. Tại vì thì cha chị cũng thường nói khi mà con muốn làm một cái việc gì đó thì con phải cho dù không có đích thân của con làm cái công việc, cái con không có cần phải là giỏi về hết mọi mặt, nhưng mà con phải, ví dụ con muốn ra làm chủ một cái kinh doanh nhà hàng thì con phải biết về giống như ở ngoài làm giấy tờ như thế nào, về vận hành như thế nào, và rồi làm bếp như thế nào, ngay đến rửa chén cũng cũng biết luôn, cũng phải biết luôn. Cho nên nếu mà con mình biết được những thứ như vậy thì sẽ không có bị người làm mà đình công thì mỗi khi có người làm đình công là mình có thể mình nhảy vô mình thay thế, thì như vậy thì người làm nó sẽ giống như là nó sẽ không có ý làm, không có người làm đó thì không được, không có người làm thì không được. Cho nên chị đã học hết, chị hoàn toàn về cái nhà hàng là chị biết hết. Nhưng mà rồi thì cái đó ước mơ của chị, nhưng mà sau khi nó có gia đình có con thì nó lại khác. Mình thấy là mình không có còn thời gian nhiều như vậy, không có thể thực hiện như vậy. Tại khi chị làm nhà hàng với cha cho mẹ chị thì chị ở suốt luôn ở bên cạnh cha mẹ đợi chị. Nhưng mà nếu mà chị làm nhà hàng rồi con mấy con chị còn nhỏ thì không thể nào mà chị bỏ con rồi chị lại có thể làm nhà hàng, và thời gian nhà hàng thì em biết đi sớm về khuya. Cho nên từ lúc đó là chị thấy cái nhà hàng đó nó cũng không có thích hợp với chị nữa. Thì chị mới từ đó chị mới chuyển sang một cái công việc khác. Đó là cái ước mơ mà đó là ước mơ khi trước khi có con của chị là vậy đó. Dạ, cảm ơn chị. Tức là ước mơ của chị là nối nghiệp gia đình làm kinh doanh nhà hàng đúng không?
Em thì cũng không có biết gì về kinh doanh nhà hàng, nhưng mà em được biết là kinh doanh nhà hàng thì sẽ rất là vất vả, đúng rồi, đúng là đi sớm về muộn rồi quản lý rất là nhiều Nhưng thứ. mà lúc đó chị rất thích, tại vì mình thích mà. Hỏi công việc gì mình cũng biết, mình cũng thích, mình không có ngại đi thức sớm về khuya, mình cũng không có ngại. À, vậy còn chị Hằng thì sao ạ? Trước khi có con thì chị có ước mơ gì không? Chị muốn chia sẻ một chút, đó là mình chị sang Pháp theo diện là đoàn tụ gia đình, và ước mơ lúc đó của chị chỉ là có công việc ổn định ở bên Pháp này, có con cái, có gia đình hạnh phúc. Nhưng mà bọn chị là một cặp vợ chồng kiếm 7 năm liền, hai bọn chị đã tìm các biện pháp thụ tinh nhân tạo, rồi là thụ tinh ống nghiệm, rồi là đi các bệnh viện này bệnh viện kia, trong thời gian 3 năm liền đi xét nghiệm này xét nghiệm kia, có khi phải đi đến tận 300 km để tìm ra được cái nơi mà để làm thụ tinh ấy. Thế nhưng mà thật không may mắn là các biện pháp đấy đều đều không không được, nên là chị phải chờ đợi trong vòng 7 năm. Mà cuối cùng ước chị cái ước mơ lớn nhất lúc đấy của chị là ước mơ được làm mẹ đấy. Thế là trong vòng 7 năm thì mãi sau này chị mới có con được một cách tự nhiên, nên là chị rất vui mừng, vợ chồng em cũng rất vui mừng khi mà con yêu là đến với mình một cách tự nhiên. Nên đó là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của chị, đó là ước mơ được làm mẹ, đó là thời kỳ trước khi em bé sinh ra đời đấy. Đấy, xin chia sẻ với mọi người như thế ạ. Mà này thì chị cũng rất là đồng cảm với lại em Hằng, tại vì chị cũng làm thụ tinh nhân tạo để có được hai em bé sau này. Chị cũng thấy chị cũng cũng trải qua những cái khó khăn để mà làm thụ tinh nhân tạo, để mà biến cái ước mơ chị lúc đấy là chị ước mơ của chị cũng là có thêm con, tại vì chị cũng chỉ có một đứa và sau đấy là mãi không có nữa, thì chị cũng có một cái ước mơ là có thêm một bé nữa và mãi không được, cho nên chị cũng quyết định là đi làm thụ tinh nhân tạo. Thì cũng gặp những cái khó khăn là giống như là Hằng như bây giờ đấy. Thì chị cũng giống y chang, ba đứa của chị cũng là thụ tinh nhân tạo đó. Em chọn đúng ba mẹ rất là tuyệt vời luôn, bởi vì là thế là đúng là với cái truyền thống, là tất những người mẹ hy sinh tất cả vì con, bởi vì là con thật sự nó là một cái niềm vui và là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Thì Đúng là hành trình cũng tìm mừng cả con, ba chị. hành trình tìm con rất là vất vả. Vâng, Dạ, về chị là chị không có dám chia sẻ hành trình, nếu mà chị chia sẻ hành trình đó là sẽ có nhiều mẹ không dám có con đó. em đúng là rất là đáng khâm phục. Những người làm cha làm mẹ mà kiên trì để đi được tới đích, để có được những đứa con, những thiên thần của mình. Thì thực tế thì bản thân em chẳng hạn, thì khi mà trước khi có con thì em không có những cái ước mơ liên quan đến gia đình nhiều đâu, mà em hay có những cái ước mơ liên quan đến công việc, là ra trường thì sẽ đi làm học hỏi những cái mới này. Và thật sự thì em rất thích làm việc, có thể làm việc ngày đêm cuối tuần vân vân, nhưng mà em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Sau đó thì em thấy là nếu như mà mình làm việc đi sáng đi tối về quá trễ này, rồi phải làm việc quá căng thẳng, thì chắc chắn là nó cũng sẽ không phù hợp khi mà em có con. Thì khi mà em nhìn thấy những cái người đồng nghiệp của em ấy, thì họ có những cái công việc hoặc là những cái vị trí quan trọng ấy, thậm chí là họ còn không họ lập gia đình nhưng mà họ còn không không có con, hoặc là không dám có con, hoặc là không muốn có con, hoặc là không thể có con, hoặc là một cái lý do nào đó mà em thấy hiện tại bây giờ thì có thể là họ tới 50 tuổi rồi, hoặc thậm chí là hơn, thì họ cũng không có con mà họ toàn tâm toàn ý cho công việc, chỉ có công việc mà thôi. Thì vậy thì khi bà có con rồi ý, thì mọi người thấy là những cái thay đổi về về ước mơ của mình hoặc là những cái mục tiêu của mình nó có bị ảnh hưởng không, và sau khi có con thì các chị có những cái mục tiêu hoặc là những cái ước mơ như thế nào? Chị Catherine có thể chia sẻ về cái ước mơ của chị sau khi có con được không?
Thì chị có thay đổi chứ, có thôi khi có con rồi thì nó thay đổi rất là nhiều luôn. Chị đã biết là cái công việc của mình có hai lựa chọn, mình có thể vì công việc hay là mình dành mình vì con mình mà dành nhiều thời gian chăm sóc hơn. Thì chị đã lựa chọn một công việc bỏ cái ước mơ của mình đi, lựa chọn cái công việc mà làm mà có thể phù hợp với để chăm sóc tiện chăm sóc cái các con mình. Vì chị không có muốn bỏ lỡ cái hành trình lớn khôn của con mình không muốn lúc nào con của mình cũng ở nhà trẻ với hoặc là gửi mấy người nu nu. Vậy chị dạ, giữ nhà trẻ là chị cũng muốn biết nè, tại vì có những đứa bé có nhiều nó thân hơn mình hơn là cha mẹ nó nữa. Nó lại sáng ra cho mình đón nó ôm mình, nó hôn mình, nó còn tại vì nó ở với mình còn nhiều hơn ở với cha mẹ của nó nữa, cho nên chị cũng cảm nhận được là mà lúc đó thì chị chưa làm việc này, chưa có cảm nhận được như vậy đâu. Nhưng mà sau này chị đi đi làm cái công việc này rồi, chị mới nói là cái lựa chọn của chị nó đúng, là tại vì thì tại vì con của mình nó đâu có tuổi nhỏ như vậy, nó đợi mình làm công việc có công ăn việc làm rồi có cái nguồn thu nhập mà để đợi mình thì rồi nó mới lớn đâu nó, cho nên mình mới phải lúc đó là chị bỏ luôn cái ước mơ làm nhà hàng của chị sẽ sang chuyển sang cái công việc này để khi mà các con của mình đi học đó thì mình đi làm rồi xong xong mình xong việc làm rồi thì mình đi rước con mình về thì cũng nó cũng không có bị vắng mẹ, nó cũng như là một cái sống bình thường thôi. Đó là cuộc sống của chị cũng may mắn là có lẽ là mình muốn ước ao mình mong muốn như vậy đó. Cái giống như là ở Việt Nam mình thế, là trời đất hay là vũ trụ gì cảm động cái đến cái ước muốn của mình, cho nên mới cho mình tìm được cái một công việc cái digital business này để cho mình làm công việc mình có thể làm bất cứ ở nơi đâu, mình có thể làm việc mà mình không có lo phải tốn quá nhiều thời gian gì với đến với cái công việc này. Chỉ cái công việc này thì mình chị chỉ làm giấc tối khi con của chị ngủ rồi thì cũng không có ảnh hưởng gì đến cái quá trình không có dạy con của mình. Đó là cái chia sẻ của chị. Còn chị Thủy thì sao ạ? Chị Thủy Chị thì thực sự là sau khi có con ấy, thì gần chị là hầu như là chị không nghĩ đến cái ước mơ của mình nữa. Chị không nghĩ đến không sống với cái ước mơ của mình nữa, mà lúc đấy chị toàn tâm toàn ý để lo cho con. Tại vì em cũng biết là bên này thì là không có ông bà hay là gia đình người thân thì giúp trong em cả, thì chị thì cũng không xin được nhà trẻ cho con chị, cho nên là chị phải ở nhà trông con. Thì cho nên những cái ước mơ về sự nghiệp, về công việc của mình thì chị đành gác lại. Với lại là cũng có một cái khó khăn nữa là sang bên này thì cái khác khác biệt về ngôn ngữ, rồi về bằng cấp, trình độ học vấn, về kinh nghiệm làm việc thì mình không thể áp dụng từ Việt Nam sang đây được. Cho nên là rất là khó để mà mình có thể tiếp tục cái sự nghiệp công việc của mình khi mà mình còn ở Việt Nam. Cho nên cái việc mà tiếp tục cái ước mơ để mà phát triển sự nghiệp của chị ở bên này thì là hầu như là không thể, nên là chị xác định là chị ở nhà để chăm con, cho chăm sóc gia đình. Thì nhưng mà thực ra thì chị cũng có một cái ước mơ trong cái quá trình mà ở nhà chăm con, là chị cũng có cái một cái ước mơ là muốn mở một cái nhà hàng nho nhỏ xinh xinh, tại vì chị thích nấu ăn mà. Thì mọi người bạn bè cũng khen, cũng bảo là mở nhà hàng đi. Thì chị cũng có một ước mơ là hay là mình mở một cái nhà hàng. Thì nhưng mà rồi suy đi nghĩ lại thì thấy là mở nhà hàng thì tốn rất là nhiều thời gian và công sức, bận từ sáng cho đến tối. Nếu mà mình theo đuổi cái ước mơ này của mình ấy thì mình lại không có thời gian dành cho con. Thế nên là đành phải gác lại cái ước mơ đó và ở nhà để tiếp tục làm bổn phận của một người mẹ, chăm sóc con cái của mình. Thì
Nhưng mà trong cái quá trình mà chị ở nhà chăm con thì cái mơ ước về cái phát triển sự nghiệp về bản thân của mình nó vẫn cứ nung nấu, vẫn cứ âm ỉ ở trong mình, thì chị vẫn cứ tìm kiếm một cái cách nào đấy để mình vừa có thể ở nhà chăm con mà mình vẫn có thể làm việc, có thể kiếm thêm thu nhập mà vẫn có thể chăm con được. Thì thực sự là rất là may mắn là trên cái con đường tìm kiếm đấy thì chị đã bắt gặp cái kinh doanh digital business này, thì nó đã giúp chị cân bằng được giữa công việc và chăm sóc gia đình con cái. Thì chị cảm thấy rất là may mắn khi mà mình bắt gặp được cái mô hình kinh doanh gọi là chân ái của cuộc đời chị đấy. Cảm ơn chị Thủy rất nhiều. Thế còn chị Hằng có mơ ước sau khi mà đã đạt được cái ước mơ là có con không ạ? Đấy là cái ước mơ lớn nhất của mình đã đạt được rồi ấy. Thì khi đó mình lại không nghĩ đến một cái mơ ước nào lớn lao khác nữa, thì mình chỉ có cái ước mơ là gắn liền với con, đó là làm sao cho con để có một cuộc sống tốt đẹp nhất, cho con đầy đủ nhất về mọi mọi mặt, về ăn uống, về học hành, hoặc là sau này có thời gian đồng hành cùng con nhiều hơn chẳng hạn. Thì chính vì mà ngoài cái công việc chính làm ở siêu thị của chị ấy, thì chị cũng muốn tìm một cái công việc online khác để có thêm thu nhập mà mình lại có thêm có thời gian dành cho con sau này. Nên khi mà xem được cái bài quảng cáo của một bạn bạn trẻ mà có ba con liền, mà bạn ở nhà bạn chăm sóc các em mà bạn lại có nguồn thu nhập từ kinh doanh online, thì chị đã không suy nghĩ gì luôn mà chị tin tưởng, mà chị bắt tay vào, chị tham gia vào cái mô hình kinh doanh này để sau này mình có thể cũng như bạn ý mình có thể có thời gian ở nhà và chăm sóc con của mình. Cái điều đấy là cái điều mà chị mong muốn nhất, và mình có thể có một nguồn thu nhập nào đấy thay thế cái nguồn thu nhập chính. Và cái đấy đấy là cái điều mà chị đang mong chỉ cần. Là vì con đúng không? Em rất hiểu, em rất hiểu. Thì về cá nhân em thì thực ra cái công việc full time của em thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà em có gặp một cái biến động trong trong cái quá trình làm việc của mình. Đấy là em có một cái giai đoạn là làm việc trong một cái startup, thì trong một cái cuộc xáo trộn về kinh tế vào năm 2018, thì lúc đó là startup của em là tuyên bố phá sản. Thì nó lại rơi vào đúng cái thời điểm mà lúc đó em vừa mới sinh con đầu lòng, như là có những cái trở ngại làm cho cái việc là nhận lương thất nghiệp bị chậm mất vài tháng, bởi vì nó không có chủ doanh nghiệp thông thông báo đến cho những cái dịch vụ của nhà nước để trả lương thất nghiệp ý. Thì lúc đó em rơi vào cái tình cảnh là em quá mệt mỏi, vì em vừa phải chăm con, em lần đầu tiên làm mẹ mà, nên là em cũng không ngủ nhiều, mà em vừa phải ôm con, vừa phải ôn để thi phỏng vấn, mà em cảm thấy rất là khổ sở. Em thấy là em chưa bao giờ rơi vào cái tình trạng gọi là thấy nó mệt mỏi, và trong tâm trí em lúc đó là em chỉ mong muốn sao là mình có được một cái công việc phụ khác để mà giúp cho mình trong những cái trường hợp mà công việc của mình không được như ý, thì mình đã có sẵn một cái phương án dự phòng rồi. Nên là sau khi có con thì em thấy là em không muốn cái cuộc sống của mình nó chỉ phụ thuộc, nó hoàn toàn phụ thuộc vào một cái công việc full time nữa, mà em mong muốn là mình có được một cái nguồn thu nhập khác. Thì em cũng đã tìm kiếm rất là nhiều những cái cách thức kinh doanh, em cũng đã thử qua, cũng đã tìm hiểu. Chúng em khá là tò mò tìm hiểu mọi thứ để xem ra là cái gì nó có thể mở rộng được, và với cái một cái khoảng thời gian không quá nhiều để mình có thể làm được song song với công việc full time ý. Thì em tìm đến cái digital business. Em thấy đây là một cái cách kinh doanh rất là hay và rất là tối ưu. Thì khi mà các chị tìm đến digital business thì tại sao các chị lại chọn cái digital business? Em muốn hỏi một cái câu hỏi như thế. Thực ra là em cũng
em cũng có câu trả lời của riêng mình, nhưng mà em muốn hỏi các chị là trong rất nhiều những cái cách kinh doanh khác nhau thì tại sao các chị lại chọn digital business? Nó có ảnh hưởng gì đến việc chăm lo cho gia đình con cái hay không? Chị thấy này, Chị Hằng. chị chọn cái kinh doanh này là vì cái thời gian mà để dành cho chăm sóc gia đình thì cái công việc này mình có thể làm bất cứ thời gian nào. Cái thứ hai là chị không phải đi bán sản phẩm, chị không phải đi giao sản phẩm, chị không phải thuyết phục người thân hay bạn bè mua sản phẩm của mình. Tiếp đó là cái nguồn thu nhập này nó sẽ có nguồn thu nhập thụ động cho mình sau này, và cái mà chị thích nữa là nó có thể thừa kế cho con hoặc là cho gia đình mình hoặc là cho bố mẹ hoặc cho con mình có thể làm thừa kế lại sau khi mà mình không làm nữa. Cái nữa là chị được học hỏi, chị được trau dồi kỹ năng ở các buổi training hoặc các buổi đào tạo, và cái chị thích nữa là được giao lưu với cộng đồng người Việt Nam ở khắp mọi nơi. Đó là những lý do mà chị muốn tham gia vào cái này. Không biết có chị em nào muốn bổ sung không? Thì đây là lý do của Hằng. Thì chị cũng nghĩ là Hằng đã nói hết cái rồi. Thì chủ yếu chị cũng vậy, mới lúc đầu cũng muốn kiếm thêm cái nguồn thu nhập dự phòng ở để dành cho mai này, thì cuộc sống công việc của chị hiện tại thì cũng cho cuộc sống ổn định, nhưng mà cho cái tương lai thì các con mình đi học thì cũng lớn, mà càng càng đi học thì sẽ càng tốn tiền. Ở bên Pháp thì học từ đến lớp 12 thì không sao, không phải lo, nhưng mà trên đó thì phải lo nha, tại vì chị cũng nghĩ là ba đứa con mà thí dụ nó học ngành nghề khác nhau ba nơi thì phải mất ba cái nhà, là nói bao nhiêu đó là chị nói ôi chết rồi, phải bây giờ phải bắt đầu kiếm gì tiền thôi, chứ không có thể nào mà đợi tới lúc đó mà mới mới tìm mới mới tìm kiếm được, cho nên vì vậy đó chị mới làm công việc này. Và sau khi đó là cái nguồn thu, tìm cái nguồn thu nhập, nhưng mà với cái công việc của mình đang làm với chăm con nữa thì mình không có thể nào cái làm cái công việc khác, mình chỉ có thể kiếm một công việc mà mình có thể làm bất cứ nơi đâu và bất cứ giờ nào mình muốn, thì sau khi con ngủ là chị làm việc là cái công việc này. Cái đó là cái mà sao mà chị mới mới bắt đầu chỉ có hai cái đó là chị chấm rồi, là chị vô luôn, chị không có suy nghĩ nhiều đâu. Rồi sau này Còn khi chị Thủy mình làm từ từ thì mình mới có mình khám phá thêm những cái thú vị khác. Đó là chị sẽ. Còn với chị thì cái mà chị thích nhất ở cái digital business này đấy chính là cái sự tự do. Chị vốn là một cái người mà không thích cái sự ràng buộc đâu, chị thích tự do, chị không thích bó buộc mình trong một cái công việc gì đó mà cứ phải fix cái thời gian là từ này từ từ sáng cho đến tối là mình phải làm, xong rồi trong một cái căn phòng chật hẹp chẳng hạn, mà chị muốn là một cái công việc gì đó mà mình có thể tự do mình làm lúc nào cũng được, mình có thể sắp xếp thời gian theo ý của mình, ví dụ như là mình muốn đi vacation đi nghỉ thì mình có thể tự sắp xếp thời gian mà mình không cần phải xin phép ai để mà để có được cái ngày nghỉ đó đấy, tại vì chị đi du lịch mà, cho nên chị muốn đi khắp nơi thôi, cho nên chị tìm một công việc gì đấy mà cái yếu tố đầu tiên nó là phải tự do về thời gian để chị có thể sắp xếp được theo ý của mình, và thứ hai là tự do về thời gian để chị có thể chăm sóc được các con của mình theo ý của mình mà không bị ràng buộc bởi những cái công việc khác. Và cái tự do cuối cùng mà cái digital business này mang lại đó là tự do về tài chính, nó giúp cho mình có sự tự chủ về kinh tế, về tài chính để mình có thể thực hiện được những cái mong ước, những cái mong muốn của mình cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho con cái mình. Thì đấy là những cái điều mà chị thích nhất khi mà chị bắt đầu cái mô hình kinh doanh này. Cảm ơn chia sẻ của các chị rất là nhiều. Vậy thì khi mà
Khi mà có những cái giai đoạn là các chị là khi mà đã được đạt được cái mục tiêu là có những đứa con, những thiên thần của mình rồi này, thì các chị toàn tâm toàn ý lo cho con này, thì có khi nào mà các chị cảm thấy là nếu như mà mình không mình sợ thất bại, mình sợ rủi ro và mình không dám làm gì hết, và cái điều gì làm cho các chị thay đổi suy nghĩ và quyết tâm là phải làm được một cái gì đó, thực hiện được cái ước mơ của mình là làm kinh doanh, xây dựng sự nghiệp riêng, thì có một cái thời điểm nào đó hoặc là một cái lý do bước ngoặt nào đó mà làm cho các chị thấy là à mình cần phải thay đổi, mình không thể nào mà chỉ làm những cái công việc hàng ngày và không có gì khác biệt khác nữa. Cái này thì chị xin chia sẻ luôn nhé. Thì chị thì từ khi làm Pháp thì chị đa số thời gian là chị ở nhà trông con. Chị cũng có đi làm ở nhà hàng một thời gian 3 năm, nhưng sau đấy thì chị nghỉ để chị thấy là cái công việc này nó mất quá nhiều thời gian của mình, chị không có thời gian dành cho con. Cho nên là chị nghỉ, chị để mà tìm một cái công việc khác phù hợp hơn. Thì sau đấy thì sau khi mà chị vừa mới nghỉ việc xong thì lại chưa kịp tìm việc khác thì lại trúng cái đợt dịch Covid đấy. Thế là thôi ở nhà không tìm được việc gì khác. Thì sau vài năm ở nhà thì tự nhiên mình thấy cái con người của mình nó trở nên trì trệ, nó chậm chạp hẳn. Mọi thứ với mình tự nhiên mình thấy mình không còn linh hoạt nhanh nhạy như ngày xưa nữa, mà nó cứ tại vì mình quen với một cuộc sống là chỉ ở trong nhà thôi, thế cho nên là mình quanh quẩn với lại với mấy đứa con thôi, thế là cho nên mình cảm thấy mình không còn một cái động lực hoặc là một cái ước mơ gì nữa. Thì sau đấy thì có một ngày thì tự nhiên mình khi mà mình bước qua cái tuổi 40 rồi ấy, thì tự nhiên mình nghĩ lại là mình không thể sống được như thế này mãi, sống mà không có mục tiêu mục đích như thế này mãi được. Bây giờ mình còn có các con để mà chăm sóc, để mà bận bịu với nó, nhưng mà sau này khi mà chúng nó lớn lên rồi thì lúc đấy chúng nó có cuộc sống riêng của mình rồi, thì lúc đấy mình sẽ như thế nào khi mà mình không có một cái gì trong tay cả. Lúc đấy là mình không có nghề nghiệp, không có nghề nghiệp thì mình không có lương hưu, không có tiền bạc, thì mình phải sống phụ thuộc vào chồng. Thì đấy là cái điều mà chị tự nhiên mình nhìn lại và mình cảm thấy là sợ, mình nghĩ là mình phải làm một cái gì đấy để mà thay đổi, chứ không thể tiếp tục cái tình hình này nữa. Thì đến lúc đấy là chị bắt đầu suy nghĩ để mà thay đổi, để mà tìm kiếm một cái cơ hội để mà có thể bắt đầu lại cái mơ ước của mình, về cái sự nghiệp của mình, về cái về cái tương lai của mình sau này. Chị Catherine thì là do là có ba bé nên là nếu như sau này các bé mà đi học đại học là sẽ phải ba cái thuê ba cái nhà đúng không? Đúng rồi, nghĩ đến đó là tự nhiên người này phải phải làm gấp gấp, phải kiếm nhanh nhanh lên á. Động lực Còn nếu ở không có cái nhà yếu tố đó là không có cái yếu tố đó thì thôi mình cứ sống vui vẻ bình thường bên con thôi, thấy hạnh phúc bên con đấy là, nhưng mà vì là đúng là khi mà nghĩ đến tương lai của con thì mình tự nhiên mình lại thấy là à, mình cần phải thay đổi. như con nó làm cho mình có cái động lực đó. Lúc mà chị ở nhà chăm sóc con thì chị cũng quen với môi trường đi làm việc bận rộn suốt rồi, mà khi ở nhà với con chơi với con thì cũng vui, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình cảm như là mình không được cập nhật vậy đó. Mình cứ như là kiến thức của mình càng ngày nó đi nó không có còn giống như hồi mình đi làm, tại vì hồi mình đi làm thì mình cái gì luôn luôn mình cũng nhìn thấy, mình biết, mình cái tin tức gì là cũng nghe, mình không có càng nghe nhưng mà mình cũng có đồng nghiệp nói bên tai mình cũng biết hết. Nhưng mà khi có con mình giữ lo giữ con không bị trong nhà, cái mình cảm như là mình bị không có được cập nhật tin tức, mình giống như là mình càng ngày mình nó bị một cách nói một cách mà lạc hậu đi vậy đó.
Thì chị thấy là có con nó sẽ làm cho giúp cho mình làm động lực lên, thì chị có con rất là trễ trước, cho nên chị trước đó chị cũng đi làm rất là nhiều, làm việc được rất là nhiều năm, cũng có tích trữ được cũng rất là nhiều thứ, giống như đầu tư về bất động sản, đầu tư về đất đai, hay là đầu tư về cổ phần thì chị cũng đều có mặt hết á. Thì lúc đó chị cũng hay là có đầu óc buôn bán, có đầu óc kinh doanh lắm nha. Nhưng mà thì cũng nhờ cái những thứ đó, nhưng mà những thứ đó mình không có thể nào mà mình, thí dụ con cần tiền liền, mình không có thể nào mình đem ra là mình có liền, cũng phải có thời gian chuyển đổi thành những thứ mà những số mà tiền tiền mặt đấy đó. Thì trong khi mà mình làm việc này thì vừa làm việc này với con, thì trong thời gian con còn nhỏ thì mình cũng không muốn cái thời gian đó nó phí đi, tại vì khi mình làm việc giấc tối thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến con của mình, việc chăm sóc con. Thì từ đó chị mới tìm được cái kinh doanh này. Chị nghĩ là khi mình tìm một cái dự án nào, dự phòng nào đó thì không có bao giờ là quá nhiều đi, mà lúc nào mình với lại mình có con thì mình càng tích trữ càng nhiều thì mình sẽ an tâm hơn, với lại mình sẽ cho con mình một cuộc sống đầy đủ hơn và giống như các con mình mong ước, thì mình sẽ đáp ứng được. Là cái đó điều mà chị luôn hướng đến. Bây giờ thì giống như là cuộc sống con mình nó tốt như thế nào, là cái niềm hạnh phúc mình nó sẽ dâng cao như vậy đó. Đúng Chị Hằng cũng như thế chứ ạ. rồi. Chị thì có cũng sợ rủi ro, cũng sợ thất bại, cũng giống như chị Thủy. Em làm một đầu bếp sushi thì em cũng muốn mở một cửa hàng sushi cho riêng mình, hoặc là mở một cái quầy sushi nào đấy để mình bán chẳng hạn, hoặc em pop tê chẳng hạn. Thì 2 năm trước có một người, người ta cũng người Việt Nam, người ta cũng giao bán một cái quầy sushi em pop tê ấy. Thì em rất là muốn làm, em rất là muốn mua lại để làm đó cho chủ, cho mình là chủ, là làm một cái công việc truyền thống đấy, tức là sáng đi làm tối mịt mới về nhà. Mà thì em lại cảm thấy là mình chưa sẵn sàng, mình sợ rủi ro, vì cái thứ nhất là thời gian không có cho gia đình, cái thứ hai nữa là cái công việc này vào đúng cái thời Covid ấy, nó lại bị mất rất nhiều khách, mà mình lại không biết là hôm nào khách nhiều, hôm nào khách ít, rồi cái thực phẩm mình bỏ đi, mình thừa và mình bỏ đi thì lại mình không thể nào mình cân đo đong đếm chính xác được. Thế là để cái điều đấy là cái sợ rủi ro đến và sợ thất bại nữa, nên là mình không dám làm cái công việc đó. Mình sẽ chuyển sang một cái công việc là làm online, và sau này mình không phải trữ hàng, mình không phải giao hàng, mình cảm thấy rất là thích thú. Với nữa là mình không phải mời người thân mua hàng, mà cái công việc này nó mang lại cho mình thời gian bên gia đình và con cái. Đấy, công việc này. Ôi, cảm ơn chia sẻ của các chị rất là nhiều. Như vậy đấy, các bạn thấy là thực tế thì khi mà mình có con thì con cái nó lại không phải là cái một 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 thứ gì đó, là một người mà cản trở những ước mơ của mình đâu, mà chính việc là có những đứa con nó làm cho mình có những cái động lực để mình tìm kiếm những cái ước mơ mà nó khả thi và phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với cái nhu cầu là chăm sóc cho con cái. Và đồng thời những đứa con cũng chính là những động lực rất lớn Đúng giúp cho mình vững bước hơn và quyết tâm hơn để thực hiện cái ước mơ lớn lao của riêng cá nhân mình. Nên là nếu như là một người cha, một người mẹ thì các bạn cũng đừng ngần ngại, hãy mơ những ước mơ của riêng mình. Sau đó thì tìm một cái giải pháp xem là ước mơ của mình nó có phù hợp với các con hay không, phù hợp với hoàn cảnh của mình hay không. Và khi nào mà tìm được một cái ước mơ mà mình thấy là nó vừa cân bằng giữa gia đình, con cái và cái hoài bão và khát vọng của mình, thì các bạn cũng đừng ngần ngại mà hãy tiến bước, hãy thực hiện những cái ước mơ đấy. Và cảm ơn rất nhiều các chị đã tham gia cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và em thật sự là em cảm thấy rất là cảm động khi mà được nghe những cái tâm sự của các chị về gia đình, con cái và về những cái ước mơ hoài bão của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi nói chuyện. Và nếu như các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì đừng ngần ngại comment hoặc là inbox cho chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào, Ông xin chào ba, xin Minh. chào, Hôm bye nay còn đọc kinh gì? bye. Ông ba.